thì chơi nha. Ok. Thì thấy em bị bully hơi bị nhiều. 6, 12. Cắm nặc đi. Simon đi. Nhà 2 tầng. Em ở đâu? Em lắc rồi, chưa vô game. Trời ơi, nhà 2 tầng có người nè. Ok, vô game rồi. À, thằng tiền đạo, thằng tiền đạo ở nhà 2 tầng. Thôi bỏ thằng tiền đạo đi, chị không đuổi ở đâu. Mỹ nhân ở ga 2 này. Đốc tử ga 1 này. Đây, 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 lăn đi. Em lên đi chị xuống nhá. Ok. Con này giết ngay cho nó để trứng tiền đạo này. Hả hả. Ok, có Simon. Có Simon mà chị không sợ. Rồi, cao thủ luôn rồi. À, đập mà lên em ơi, về, về. Cái lời để em treo ghế hả? Ừ, treo ghế rồi về. Ôi, bọn nó cứu đông quá. Em lăn cho chị cái ván đi, mấy cái ván ấy nhiều ván lắm. Có giật gai chưa? Một gai rồi, chứ một gai. Rồi, đát quả găng đỉnh ghê. Đát quả găng đỉnh ghê. Găng lỗi chưa chị? Bọn nó cứu đông lắm. Ăn cái bẫy đi. Ông con đốc tử đâu? Này đốc tử cho mon lét nè. À, đây 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 đây. Ôi đông thực sự luôn ấy. Doctor nào mày săn lắm, doctor giật gan doctor đi em ơi. Nó chạy xa rồi, không giật được. Okay. Rồi xong. Trời ơi. Ra bảy cái chắc. Tiền đạo, tiền định luôn. Thằng đấy lên cái lần 2 rồi cơ. Rồi, nguyên nhân này khó chịu. Có gì mà tới à? Bắt chiều. Xách chạy, xách chạy. À!
Ủa sao con nào bắn súng vậy? Bị nhân đó. Bắn lắm con nó không để ý được. Bé gái nè. Đây đây mày thấy hả? Lăn lăn đi. Còn nó giật sọ vào người em hết. Đông thế nhở? Lăn đi, lăn hết cả cái đám đấy đi. Giật gai hết cả đám đi. Này thì bách về. Em cứ giật gai đi, chỉ ra chị bóc hộ em. Chị có phân khích, chị có phân khích. Rồi, mất bà sợ luôn. Đánh lè. À, chị đi mua đồ nữa. Ở đây đông lắm, ở bên cái vòng sao này đông lắm này. Bà siêu cán mới dừng thay gai rồi. Rồi. Cái vòng sao này đông vãi luôn ý. Đèn cành ghế. Ôi, có mỗi một máu mà đi ấy cái hộp nhà kìa. Có mỗi một máu mà con đen sơn này nó cứ ra nó lượm cái hộp nhà chả hiểu. Ôi giời, khó chịu quá. Ở đâu? Đấy hả? Trời, còn có bánh xe chứ. Trời ơi, little girl vừa được cứu xong. Xem không phải cam bị nhấn. Thầy em lo với tiền thi luôn rồi. Chị với đâu? Mình nhấn ở đôi quay của đôi ca ba ấy. Làm bà sợ thế. Em lên đi, chị xuống. Ôi, em trượt kìa. Hmm.
Thả đánh trúng đâu bạn. Khách về lẹ thế. Hầm em ơi. Hầm đâu chị? Hả? Hầm ở đâu? Chị không biết. Nó lên được tàu em ơi. Lên tàu à? Nhưng mà em đừng. Nó bỏ tàu rồi. Hầm mở rồi, không phải hầm đâu nữa. Em lăn đi hầm đi, em lăn đi hầm đi. Em cứ lăn em tìm những cái vị trí của hầm ấy. Ở đây không có hầm nữa, trời ơi. À hầm ở cầu nha. Gặp xiếc đấy, gặp xiếc cầu. Gặp xiếc à, nhưng mà ba đứa đây thôi, ba đứa đây chẳng có đứa nào gặp xà beng cả. Nó con mỹ nhân cầm xà beng ấy, nó con mỹ nhân đấy cầm xà beng. Em nhưng mà đi chỉ được con khác, không ra con được nữa. Rồi, hơi khó. À, trời ơi, vậy nó cũng biết đó, trời trời. Hầm bổ mất tiêu rồi. Còn một con nữa đâu ý. Trời trời, chán được sự luôn, hầm tính gì mà cũng biết nữa. Còn một con nữa nhưng nó ít máu. Chị canh ở đây được không? À, chị tìm nó rồi, nó ở nhà 2 tầng, nó ở nhà 2 tầng. Nhà 2 tầng, ok. Chạy xe tới liền. Ai em thiệt. Thừng thừng. Nó đi ra ga. Đó đó đó, thấy rồi. Còn... sao mà ra hầm được. Nó mua cái hầm á, chị cũng không có tới kịp. Em lăn thì may ra còn tới kịp cái hầm chứ nhìn chịu. Trận này toàn là bọn bully. Lão bác sĩ ra là